Hôm nay bên Huấn Audio giới thiệu một dòng mic Nhật giá rẻ, phiên bản được sản xuất tại Trung Quốc với chất lượng âm thanh là hay trong tầm tiền. Mic Tomahawk bản tay thép nhé, và sơn màu đây là màu dạng ghi. Đây là một trong phiên bản mà mình nhập về từ năm ngoái. Chữ cũng được in chìm luôn anh em nhé, chữ chìm. Nhưng cái củ mic là củ khác, củ phay, củ nhôm khá giống củ QT hay là củ Shure, anh em thấy này không? Và cái dây mic là màu nâu, và trên dây cũng được ghi là made in Japan. Nhưng đây mình nhắc lại lần nữa, đây là phiên bản được sản xuất tại Trung Quốc và giá thành là rẻ bằng một nửa so với mic Nhật xịn bên mình đang bán ra. Mic Nhật và dây Nhật bên mình đang bán ra là 900.000 đồng một chiếc, nhưng đối với mic Tomahawk bản này giá chỉ có 450.000 đồng, cũng được bao ship luôn anh em nhé. Đó, anh xem màn này. Chất lượng âm thanh là mình cũng đã test rất nhiều rồi, cho một cái chất lượng âm thanh là khá là hay trong tầm tiền. Một cái bật củ mic thu và cho đường bass mid xuống rất thích luôn. Bass mid xuống rất thích. Đó. Tay bằng thép anh em nhé, tay bằng thép và được sơn, chứ không phải là tay nhôm đâu nhé. Rất là chắc chắn và nặng. Con này có một cái điều mình cũng khá thích là khi cắm cái rắc này vào cái mic rất chặt chắc chắn. Do mình đang làm video một tay nên không cắm nó không được, anh em thông cảm. Với đầu 6 ni này thì cứ vang hoặc âm ni cắm vào thì sẽ là hát luôn. Và độ bền của mic có dây thì tương đối là cao. Cao hơn rất nhiều so với đầu mic không dây khi có sự cố rơi hoặc là nhà có trẻ con rằng xé rồi đập. Mình sẽ nhắc lại giá là 450.000 đồng một cái, bao gồm cả dây và bao gồm cả bao ship luôn anh em nhé. Anh em quan tâm điện thoại cho bên mình, và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được sản phẩm mới nhất bên mình đăng lên. Chân thành cảm ơn.